Chào mừng các bạn đã trở lại trên kênh của Phương Lê. Trong video hôm nay, Phương sẽ chia sẻ các bạn cách làm món bánh su kem. Bánh su kem bắt nguồn từ Pháp. Vỏ bánh bên ngoài thì rất thơm, mềm, vị sữa và trứng cùng với bên trong nhân kem béo ngậy, ăn mát lạnh. Các bạn ăn đảm bảo sẽ mê. Làm bánh su kem rất dễ nha các bạn. Cách làm sao cho bánh mềm và xốp, phồng lại thơm ngon thì mời các bạn cùng vào bếp với Phương ngay nhé. Mời các bạn xem qua phần nguyên liệu chuẩn bị làm vỏ bánh su kem và nhân bánh nha Ở đây thì các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 6 quả trứng gà à, Các bạn cứ chuẩn bị dư dư ra một chút nha Và tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình là 320ml sữa tươi 1g muối tinh 60g đường trắng 150g bột mì đa dụng 200g bơ lạt 30g bột bắp và 50g sữa đặc có đường nha các bạn nha và 3 ống vali hương tạo thơm cùng với một phới đánh trứng và một cái đầu đuôi để các bạn có thể bơm kem nha các bạn trước tiên mình cần làm phần nhân kem nha các bạn nha ở đây thì các bạn sử dụng cho mình là ba lòng đỏ trứng gà các bạn đập ra và chúng ta lược hết phần lòng trắng ra nha các bạn phần nhân kem thì mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nha các bạn nhé bạn nào không có rổ được tách lòng trắng trứng thì các bạn có thể à, tách bằng tay. Các bạn tách làm sao để à, chúng ta à, còn nguyên mỗi lòng đỏ thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo thì bây giờ các bạn à, cho cho phương 60 g đường vào nhé Rồi chúng ta dùng phối đánh trứng ấy, chúng ta khuấy đều à, tới khi mà à, trứng lòng đỏ trứng của chúng ta ngả sang cái màu vàng nhạt À, là được nha các bạn nhé các bạn à, đánh à, thật đều tay này và cứ đánh à, khoảng à, 3 tới 5 phút nha các bạn nhé các bạn đánh liên tục này à, tới khi mà à, các bạn thấy được là màu trứng màu lòng đỏ trứng ấy đã ngả sang được cái màu vàng nhạt như này này đó như thế này là được rồi nha các bạn nhé Rồi bây giờ thì các bạn bắt cho Phương một cái nồi lên bếp nhé và, và ở đây thì các bạn uh, cho cho phương 210 ml sữa tươi không đường vào nhé chúng ta cho vào nồi uh, rồi sau đó chúng ta đun lên nha các bạn trừ lại cho phương 100 ml còn lại để chúng ta làm phần vỏ bánh nhé ở đây thì phương chuẩn bị uh, một ống vali này phương sẽ cho luôn vào phần sữa uh, tươi không đường này để tạo uh, vị thơm cho nhân kem Rồi bây giờ thì Phương đã bật bếp nhé. Bếp nhà Phương thì có 9 số và Phương sẽ đun ở uh, mức lửa ở số 2 nhé các bạn nhé. Uh, các bạn đun bếp ga thì các bạn uh, bật giảm lửa nhỏ nhất có thể nha các bạn nhé. Phần sữa tươi làm cho nhân kem này thì các bạn cứ khuấy đều trên lửa nhỏ lưu diêu đến khi mà sữa ấm uh, bắt đầu bốc hơi nóng thì các bạn có thể tắt bếp rồi. Các bạn không được đun sôi nha. À, tránh trường hợp mà sữa sẽ bị biến chất và mất dinh dưỡng. Phần sữa nấu xong rồi, Kể đến thì các bạn đổ sữa từ từ vào tô trứng nha Vừa đổ sữa vào các bạn vừa phải khuấy đều tay nha à, không nên đổ sữa một lần, các bạn nên đổ từ từ vào tô trứng để tránh trường hợp ý, trứng sẽ bị chín và nếu như mà các bạn đổ một lần, à, sữa còn đang nóng thì trứng sẽ à, rất là dễ chín và gây cái lợn cợn như vậy thì nhân kem sẽ không còn ngon nữa nha các bạn. Tiếp theo các bạn cho thêm vào 30 g bột bắp và tiếp tục khuấy tiếp cho uh, hỗn hợp được hòa quyện. Khuấy tới khi nào mà bột bắp được hòa tan với nước hết là được. Phần hỗn hợp trứng như thế này là xong nha các bạn nha. Thì với bạn nào cẩn thận thì các bạn có thể uh, uh, lọc qua dây rồi cho vào nồi còn ở đây thì Phương sẽ cho luôn trực tiếp vào nồi này. Phương sẽ bật bếp và khuấy đều trên lửa nhỏ đến khi hỗn hợp tạo được độ sền sệt, kết dính lại thì lúc đó các bạn có thể tắt bếp nha các bạn nhá. Trong quá trình ấy, chúng ta đun để hỗn hợp tạo kết được nhân kem sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút nha các bạn nhá. Cuối cùng là Phương sẽ tắt bếp và khi mà nhân kem còn nóng ấy thì Phương sẽ cho luôn vào đây là 80g bơ lạt Các bạn à, khuấy đều khi mà à, hỗn hợp nhân kem còn đang nóng ấy à, để cho bơ tan chảy nha các bạn nhé Các bạn à, khuấy đến khi nào mà bơ à, tan chảy hết thì lúc đó các bạn à, có thể cho ra một cái tô Phần nhân kem thì Phương sẽ cho thêm một ống vali nữa nhé Nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể à, không cho thêm cũng được Đó, nhân kem tươi khi mà các bạn đưa lên này Nó có độ sánh mịn như này là được rồi nha Bây giờ thì Phương sẽ cho luôn vào túi này Và có luôn ống đuôi để bơm kem nhá. Phương cho vào túi xong sau đó thì Phương sẽ cho vào tủ lạnh ngăn mát Và để khoảng 1 đến 2 tiếng ấy các bạn Tiếp theo là tới công đoạn làm phần vỏ bánh nhá. Thì các bạn cho vào nồi là 100 ml sữa tươi không đường. Và các bạn cho phương tiếp theo là 100 ml nước nọc. Phần bơ lạt thì phương sẽ cắt và lấy ra bỏ vào là 120 g bơ lạt nha các bạn nhé. Phần sữa đặc thì phương sẽ cho vào đây là 50 g sữa đặc. Các bạn cũng có thể thay thế sữa đặc bằng đường trắng nhé. Nếu như đường trắng thì các bạn chỉ cho khoảng từ 25 đến 30 gram thôi Tại vì phần vỏ bánh thì chúng ta không nên làm ngọt quá Chúng ta làm một chút nhân nhân một chút nhân mặn thì mới ngon Phần muối tinh thì mình sẽ cho là 1 gram muối tinh này Với phần vỏ bánh thì mình sẽ cho thêm một ống vali nữa nha. Rồi bây giờ các bạn bật bếp và à, chúng ta đun ở lửa nhỏ nhé Các bạn cứ khuấy đều đến khi bơ tan và hỗn hợp sôi nhẹ Tiếp theo thì các bạn cho cho phương 150g bột mì đa dụng à, Các bạn cho từ từ từng chút một nhé Rồi chúng ta trộn liên tục trên lửa nhỏ Đến khi mà à, bột ý, tạo thành khối dẻo mụn Và chúng ta khuấy thật đều đó thì chúng ta cứ dùng phới đánh thật mạnh và nhanh tay nhé Khi mà các bạn thấy bột chóc ra khỏi nồi Thì lúc này chúng ta có thể tắt bếp nha các bạn nhé Như này này Đó Bột đã khô và chóc hoàn toàn ra khỏi nồi như thế này là được rồi đấy các bạn Lúc này thì các bạn tắt bếp cho Phương nhé Ở đây thì Phương đã cho Uh, hỗn hợp bột da uh, tô rồi này các bạn uh, Phương sử dụng ở đây là hai quả trứng gà nhé uh, Thì các bạn uh, để bột da uh, tô nguội khoảng 3 đến 5 phút Các bạn uh, lần lượt đập trứng gà ra một cái tô riêng giống như Phương thế này nhé Rồi các bạn uh, đánh nẫn nòng đỏ với nòng trứng vào uh, với nhau uh, Sau đó thì chúng ta mới uh, cho hỗn hợp Sau đó thì các bạn... Uh, đổ tô trứng vào hỗn hợp bột để chúng ta được trộn lẫn nhé. Các bạn đổ một nửa thôi, rồi chúng ta đánh lên, sau đó thì chúng ta mới đổ tiếp nha các bạn nhé. Khi mà các bạn đổ trứng vào ấy, thì bột của chúng ta nó sẽ rất là rời rạc. Tuy nhiên thì các bạn cũng đừng lo no nắng nhé. Chúng ta dùng cán gỗ, một cái thìa cán gỗ hoặc là một cái thìa sắt đi chúng ta dần bột đều ra rồi sau đó thì chúng ta phải dùng đến phới đánh trứng nhá à, thì chúng ta mới có thể đánh đều để hai hỗn hợp này hòa quẹn được với nhau ấy Cái tô này của Phương ấy thì hơi bị bé các bạn à, Chính vì vậy là Phương sẽ cho sang một cái tô rộng hơn Bây giờ thì Phương sẽ cho lốt phần trứng còn lại vào trong tô này lúc này thì các bạn cần phải dùng phới đánh trứng để chúng ta đánh thì hỗn hợp mới được hòa quyện với nhau như các bạn nhé các bạn sẽ mất một lúc đầu thôi chúng ta đánh thì nó sẽ hơi bị lặng tay một chút các bạn cầm phới xuống sâu ở bên dưới để tránh trường hợp mà bị gãy cán nha các bạn nếu như mà các bạn có máy đánh trứng ý, thì các bạn có thể sử dụng máy đánh trứng ở đây trong video này thì Phương sẽ chia sẻ các bạn à, cách đánh bằng tay thôi nha Để cho ai cũng có thể làm được với những bạn không có máy đánh trứng thì chúng ta vẫn có thể làm bánh su kem như thường nha các bạn Phần vỏ bánh ấy thì các bạn cứ đánh tới khi nào mà à, các bạn thấy rằng hỗn hợp à, đều không còn nợt cợt à, bột nữa thì lúc này các bạn à, có thể dừng lại Quá trình đánh bột à, vỏ bánh thì sẽ à, kéo dài thời gian khoảng 15 đến 20 phút nha à, Thời gian thì à, cũng có thể tùy vào cái lực đánh của mỗi người ấy. À, Như Phương từ lấy giờ thì Phương à, à, đánh à, mất khoảng 20 phút đấy các bạn ạ Nói chung là, là rất là mỏi tay luôn và phải à, nghỉ liên tục Phần vỏ bột bánh thì bột đặc và tạo thành khối khô như thế này là được nha các bạn nha Như vậy là bột đã đạt rồi đấy ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái đuôi để bơm vỏ bánh à, su kem này các bạn này à, Phương đã cho hết phần à, kem và lắp đầu đuôi để à, bơm vỏ bánh vào khay nướng này các bạn này ở khay nướng thì Phương đã lót sắt, sẵn à, giấy lến, à, lường bánh nha các bạn nhé đó các bạn bơm à, bơm bánh ra như thế này chúng ta có thể à, lắn chỉnh lại nhá à, để cho cái đầu bánh dựng cao khi mà bánh dựng cao ấy thì à, các bạn lướng bánh nó mới phồng nha các bạn nhé. Phần trộn bột vỏ bánh rất là quan trọng nha các bạn nhé. À, các bạn nhớ làm theo công thức mà Phương đã chia sẻ ở trên. Thì khi mà các bạn à, cho ra được những cái bánh su kem ấy, à, vỏ bánh nó sẽ rất là phồng, bánh dựng lên à, nhìn rất là đẹp mắt. Còn à, nếu như mà các bạn làm sai ấy thì à, có thể là bánh sẽ bị nhão nha các bạn. Bột mà nhão thì khi nướng bánh sẽ lên khuôn không đẹp Các bạn cần, cần bật lò nướng và làm nóng lò trước Ở nhiệt độ 210 nhé Xong sau đó thì các bạn xếp bánh vào Và chúng ta nướng ở nhiệt độ 180 Và nướng từ 30 đến 35 phút Wow các bạn ơi đây chính là thành quả bánh sốt kem Mà Phương đã vừa mới lấy ở lò lướng ra Các bạn nhìn bánh có ngon không nào à, Vàng đều à, và à, rất là phồng Bánh cũng rất là dựng đấy các bạn Nhìn rất là ngon và đẹp mắt đúng không? Bây giờ thì Phương sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cách để chúng ta bơm kem vào vỏ bánh nhá. Các bạn có thể sử dụng dao giống như Phương này, các bạn à, có thể à, tách nhẹ ra. Đó thì ở bên trong bánh su kem nó rộng ý các bạn. Thì các bạn à, lúc này có thể à, à, bơm trực tiếp à, kem tươi vào đây hoặc các bạn cũng có thể đục một nỗ à, Thông thường thì Phương thấy bánh su kem mà ở ngoài hàng ấy thì người ta hay à, đục một cái lỗ ở dưới dưới đáy bánh ấy các bạn à, và họ bơm trực tiếp mà nhân su kem vào bên trong còn ở đây thì phương sẽ chọn à, cách rạch nha tùy các bạn lựa chọn làm sao để các bạn có thể làm à, cảm thấy rằng à, tiện với mình nhất nha các bạn ơi như vậy là phương đã chia sẻ xong các bạn cách làm bánh su kem rồi đấy. Bánh su kem làm cũng thật đơn giản đúng không các bạn? Nếu như các bạn nào muốn ăn bánh su kem giống như Phương thì hãy xem video và cùng Phương vào bếp nha! Bây giờ Phương sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau!